Rồi cho giật đầu cho em chăn ra luôn nhá. Sợ quá rồi anh em ơi, con này nó sợ rồi anh em nhá. Không dám ra nữa rồi. Ui vậy cho nó em ơi. Ui nó vẫn ra này, nó vẫn ra này. Ai ơi, nó cháy rồi em nhá. Ai. Ui cái lửa cháy mạnh chưa anh em ơi, nhìn lửa cháy mạnh chưa. Ui giời ơi, nó giật vào này. Xem ra không, xem ra không. Ôi giời, cháy luôn cái hàng đi. Ui giời, nó ra không. Kìa cái nó thò ra, nó thò trên xuống kìa. Ui thấy chưa, ui nó cháy nó nhá. Anh em nhá, thấy chưa. Con này nó vẫn không sợ lửa đâu, nó có thật cả năm hút lửa đấy. Ui. Đúng cái răng, đúng cái đốt cháy răng luôn kìa. Ui, nó dậy, ui giời, nó dậy. Ui, tắt rồi. Ui, mẹ ơi. Ui, chết, mẹ tắt rồi. Ui, thôi, tắt rồi nhá. Tắt lửa rồi. Ui, chết rồi. Ui. Nó khả năng nó làm dập lửa ấy, nhưng mà nó dập lửa, nó ra kìa. Ui, thôi, nó ra rồi. Nó ra rồi anh em ơi. Ui. Đấy. Chạy mày luôn. Ui, gãy cây luôn. Ui, nó không chết anh em ạ. Nó không chết. Con thủy chúa này nó không sợ lửa anh em nhá. À. Ôi. Mày. Ui, Huki rồi anh em ơi, Huki rồi. Ui, đầu Huki anh em nhá. Vẫn ở khu này, khu đây rằng ui đầu rồi. Ui, đâu, Huki tinh rồi. Mày. Rõ đầu á. Nhìn nó vừa ra xong anh em nhá. Đây là một cái hang của nó anh em ạ. Lỗ sâu lắm, một cái nhà luôn. Đây kiểu bên trong kia là một cái hang rất rộng luôn. Ui tôi tưởng, ui. Ui đi đi chân thừa ra này anh em này. Mày. Ui giữ đầu rồi. Này hôm nay bị mồm mắt rồi anh em ơi, thọt mắt rồi. Mắt con này hôm nay bị thọt anh em nhá. Wow. Ui lại lồi ra rồi. Mày. Wow. Ui, nó đập tay, gây tay, cẩn thận vào cái nửa kia, nó bật tan nửa đấy. À, wow. Bấy tổ, kinh vã trưởng luôn đấy em ơi. Đây nhìn nó ra này. Ui, dồi con này con hăng nghi anh em nhá. Ui, cái đeo án vải con hăng nghi đâu. Con gì đây. Ui, đây là sói tinh anh em ạ. Con này là sói tinh rồi. Anh yêu ơi, nhanh, sói tinh xuất hiện rồi. Đây rồi. Đây rồi, nó xuất hiện rồi anh em. Anh em, sói tinh xuất hiện rồi. À, good. Mày chết với tao. Anh em ơi, sói tinh nhá. Ta có mỗi thổ này. Mình sẽ tập nó chú đấu luôn. Này thủ không gọi là nặng ngàn cân anh em ạ. Cái ra mà luôn. Ui ôi. Chúng đầu chưa, chúng đầu con này chết ngay anh em nhá. Cái mày. Chơi ơi. Chúng đầu rồi. Anh vào tóm nó ra. Ai à. Ơi. Ai à. Nối ra ơi. Ôi chết rồi, gì đây? Yêu ơi, ôi chết rồi, yêu ơi, chúng ta có quỷ chúa. Ôi, đập con ráp đầu của quỷ chúa đấy ơi. Cái nó cắn đầu rồi anh em ơi. Ai? Ui anh em ơi, mẹ đầu, mẹ cổ. Mẹ cổ đi anh em ơi. Ai? Vỡ đầu mà chưa? Quỷ chúa anh em ơi. Mày này. Mày này. Đập nát đầu anh em ơi. Sói tinh anh em ơi.
nát đầu con sói đinh nó nó cắn con người. Chạy rồi. Ui, tương hết luôn anh em ơi. Yeah. Mày này. Dã đi anh em. Mày. Đây. Mày. Dã hết luôn làm hai miếng luôn. Mày chết luôn này. Yeah. Mày. Wow. Số sợ chưa? Hiện này nó chết chắc rồi anh em ạ. Mày như chưa trúng đầu thôi. À nó quá. Thở đế vào làm sao được. Nó khỏe lắm. Đế vào làm sao được. Con nó khỏe lắm, nó khỏe lắm ơi. Ui. Ơi. Mày. Ui. Ơi. Mày. Ui. Ui nó ngay gì nó không cho mình vào đâu anh em ơi. Nó không cho mình vào anh em ạ. Con này nó giữ cái hang của nó kinh lắm. Mày. Ui. Rất có thể nó đang làm cái gì đẻ trứng hay nó làm gì được. Đúng rồi, đẻ trứng thật rồi anh em ơi. Nó chết rồi. Ôi quỷ chúa. Quỷ chúa. Quỷ chúa đẻ trứng rồi anh em ơi. Ui cái này thằng không phải quỷ chúa chắc đi kìa. Ôi trời ơi, con chăn tinh đẻ trứng rồi anh em ơi, chăn tinh đẻ trứng rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi, dậy đây rồi. Ôi chăn tinh đẻ trứng rồi. Dậy đây, dậy đây, dậy đây rồi. Dậy đây, dậy đây. Chết rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi, nó đẻ con chăn làm trứng rồi. Ôi chết rồi, cứu ơi, chết rồi, con chăn tinh. Chết rồi. Chết đi, con ông cứu ơi, chết rồi, chết tinh đẻ trứng, nó đẻ nhiều trứng lắm, nó đẻ thịt người rồi nhau ơi, cứu,